em thích vừa vui mà có răng khểnh thì là lợi thế à. Có cười tươi không? Em ơi nhưng mà bên đây khểnh đều hết được không? Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Ai, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nha, mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe. Nào, mời bạn. Dạ. Để nói đầu tiên là em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và các quý vị có mặt ở phim trường ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Đình Tú. Hiện em đang sống ở Bình Thuận, công tác cũng ở Bình Thuận luôn. Em công tác gì Tú? Hiện tại thì em là kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào mọi người. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. À. Thì em tên là Trần Thanh Thủy Tiên, thì em 26 tuổi và quê cũng ở Bình Thuận nhưng mà tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là bạn nam ở Bình Thuận ở huyện nào ạ? À? Mình ở Phú Hà, nghe giọng Tiên hình như có vẻ như mình quen ấy. Quen luôn hả? Bây giờ nha. Không gì, nhưng mà anh ở huyện nào? Anh ở Phú Hài. À Phú Hài Phan Thiết. À. Em ở đâu? Dạ em ở Bắc Bình nhưng Phú Hài là quê cậu em. Quê cậu? Coi chừng ba con. Em hồi xưa em học ở đâu? Dạ em học trường Hòa Đa. À Hòa Đa gì không phải rồi. Rồi vậy thôi khỏe. Hết hồn hết vía. Tiên là đang làm việc công việc gì em? Thì hiện tại em làm nhân viên kinh doanh vải. Điểm mạnh điểm yếu của em đi Tiên. Các ưu điểm là hòa đồng hay cười thì cũng thích sáng tạo, có được cái là chân thật, chịu khó tham học hỏi à. Thì wow. Còn điểm yếu thì em là người hay nói nhanh với lại không có kiểm soát được cảm xúc của mình, đôi khi thì nóng quá thì nói thẳng ra luôn, không có kiềm chế lại. Em cũng giống anh á, nhưng mà anh kiềm chế được. Dễ thương, kiềm chế được là tốt. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của Tú là gì? Dạ em thì cũng gần giống như bạn, nhưng mà em cẩn thận hơn một xíu, tại em cứ tính rất là cẩn thận, tại nhiều lúc cái gì nó phải đúng theo cái nguyên tắc của mình. Phải cẩn thận là đúng, bởi em làm nghề điện mà. Không cẩn thận là cũng mệt lắm. Bạn Tiên ạ, bạn có thích về lĩnh vực nghệ thuật nào không? Thường thì mình thích làm dẫn chương trình. Ồ. Wow. Làm MC đó hả? Em mới tốt nghiệp bên MC bên Nhà Văn hóa Thanh niên. Wow. Bạn trai bên kia là bạn gái nói là bạn thích nghề MC, còn em là thích nghề gì? Em rất là thích những bộ môn liên quan tới nghệ thuật, ví dụ như nhảy, hát hay là đờn những dụng cụ gì đó. Mà em có thích, em có thể hiện được cái môn bộ môn nào không? Dạ tốt nhất của em hiện giờ là nhảy thì có thể là em nhảy luôn hả? Dạ. Vậy là một hồi cô kia làm MC giới thiệu anh này ra nhảy. Anh này ra nhảy đúng rồi. Dạ được quá. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. Dạ. Chưa có mối tình chính thức nào hết? Dạ chỉ thích thôi à, chứ chưa yêu thật sự. Lý do? Dạ em cũng không biết đâu. Ủa có ai đâu rồi, có ai để ý mình hay mình để ý ai không? Dạ em có để ý, nhưng mà là chỉ cảm giác thích thôi. Thế là chưa tính là mối tình. Còn tới giờ chưa có mối tình nhắc dai nào hết? Dạ vẫn chưa à. Còn em có mấy mối tình? Dạ đa số cuộc tình của em á là em đơn phương thôi. Em cũng có dạy nhảy, là em cũng có một học trò và em cũng quen và đại khái là cũng gọi là người yêu, là tại em đi làm á mình gặp nhau nó ít lại và từ từ nó sẽ có những khoảnh khắc rồi hai người im lặng và cuối cùng kết thúc, nó rơi vào dĩ vãng luôn hả? Dạ. Đấy cái khoảng cách và cái sự chăm sóc lẫn nhau, gặp nhau thường xuyên nó quan trọng trong tình yêu lắm. Xa mặt là cách lòng đó. Ừ, thôi mình rút kinh nghiệm đi ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ đầu tiên thì về ngoại hình thì em hy vọng là 1m7 trở lên ạ. À. Em cao nhiêu? Dạ em 1m62 ạ. À. Bên đây cô này cao lắm á nha, bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m72 chị. Rồi được. Ngon lành. Ngon lành. Rồi gì nữa em? Dạ thì là em thích cười duyên mà có răng khểnh thì là lợi thế ạ. À. Có cười tươi không? Em ơi nhưng mà bên đây khểnh đều hết được không? Dạ chắc được. Rồi thử xem nha. Dạ thì tướng người thể thao, đừng có mập quá à. Người này nhảy mà người nhảy chắc không mập đâu. Không có mập nổi đâu. Còn gì nữa không em? Dạ đó thì mỗi người như đó là được. Rồi về tính cách, có ghét điều gì ở người đàn ông không? Dạ không hút thuốc. Có biết uống bia nhưng mà biết điểm chừng à. Không hút thuốc, uống bia được chút chút. Được em trai. Dạ em không hút thuốc.
cũng rất là ít nhậu và hầu như là không nhậu. Dễ thương, vậy tốt rồi. Rồi bạn trai, mẫu mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, nó cũng đơn giản lắm. Đừng là vui vẻ, hòa đồng là được rồi. Có. Và biết quan tâm tới gia đình. Có luôn. Dạ. Rồi thích, nếu mà có thì thích thêm một chút về mảng nghệ thuật là ok. Quá có luôn. Dạ. Tính tình. Dạ, tính có cái tình. Gì không thích ở người bạn gái không? Dạ, tính tình là nhiều lúc nói nhiều nhưng mà nói đúng chọc đúng, nói để mình vui thôi chứ đừng có nói mà gây áp lực cho mình là được. Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm. Dạ, nói chung hợp nhau là được rồi. Dạ, dạ luôn. Đúng rồi. Nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp thì em khoảng cỡ tìm hiểu nhau chắc khoảng cỡ một năm. Ví dụ bây giờ em mở màn lên. Dạ. Được hết trơn hết trọi rồi, nhưng mà cô này là cô cương quyết là cô chỉ lấy chồng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ cô không có chịu về quê em, thì em tính sao? Dạ thì thôi cứ bấm thôi, cứ bấm rồi mình về mình khuyên bảo từ từ. Không, bây giờ cô cương quyết ngay từ đầu rồi, không được thì thôi đừng bấm, mất duyên nhau để cho người khác người ta bấm. Đúng rồi. Chứ đã thấy không được rồi mà còn bấm làm chi nữa. Cái đó thì em thấy nó hơi khó khó nhưng mà có thể xem xét được. Mà bây giờ nếu mà là để mà lập gia đình, anh ấy, em nói trong một năm thì em đã có chuẩn bị những cái gì riêng để mà lo cho vợ con, lo cho con cái dạ, sau này chưa? Thì có thể là trong một năm đó thì em đi làm thì chắc chắn thì cũng có thể tiết kiệm được một khoản và có thể mình sẽ trước mắt là mình sẽ tổ chức được. Và sau này khi mà tổ chức xong thì có thể ở chung với bố mẹ cũng một thời gian, rồi sau này khi mà mình đủ cái khả năng thì mình có thể đi ra riêng được. Ừ, vậy là cũng có ý chí cầu tiến rồi. Dạ. Được. Hỏi là hỏi khó bên đó thôi, nhưng mà giờ chị hỏi em giả tỷ như giờ em đi về quê làm dâu em chịu không? Dạ, thật ra quê cũng không xa lắm, cùng quê với em mà Phú Hài thì cũng gần nhà ngoại. Ừ. Mà từ Phú Hài ra nhà em thì cũng gần nên là em cũng nghĩ là ok. Có nghĩa là chấp nhận về quê sống đúng không? Dạ. Trời ơi, Bình Thuận gần thành phố Hồ Chí Minh mà. Mình phải hỏi chứ, nhiều khi ta cương quyết không chịu rồi mất công. Chào em gái. Em chào anh. Anh bên đây thật, anh dễ thương lắm nha. Anh nói rất hiền nãy giờ. Anh cảm nhận đây là một con người rất là chân thật. Nếu anh đồng ý, anh có gần như đủ rồi đó, thì em có chấp nhận là khoảng năm nữa anh tiến tới không? Dạ, 1 đến 2 năm. Năm đi. Năm đi. Dạ, nếu mà bên kia anh kia có công việc ổn định thì có thể. Thì ổn định đó, anh làm điện đó. Không, điện là ổn định em, lắm. Em cũng tính như bạn Tiên nhá, em cũng dự tính là sớm nhất là khoảng 1 năm, hoặc có thể là trễ hơn xíu là khoảng 2 năm. Mày cũng dạy gái, ta đang trả giá không vô liền. Thiết tình luôn rồi, anh chịu luôn rồi đó, 2 năm luôn rồi, khỏi nói nữa. Em thích người đàn ông tỏ vẻ hào phóng lãng mạn không? Dạ, có chút lãng mạn thì cũng tốt, nhưng mà nên chân thật. Em thích chân thật hơn. Vậy là thấy được rồi đó, cô này cũng suy nghĩ chín chắn rồi. Được, tới luôn. Bình Thuận quyết tiến. Hôm nay Tiên có đi với người thân không? Dạ, em đi cùng với em gái và chị đồng nghiệp. Rồi, em gái của em đâu? Dạ. Em ruột hả? Dạ, em ruột. Rồi, chào em. Chào chú Quyền Linh với chào cô Cát Tường. Chào anh và với lại chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Em là em gái của chị Tiên. Chị Tiên của em thì rất là hiền, sống rất là chân thật. Em thấy anh bên đây thì cũng hiền, vui vẻ, dễ thương. Em cũng mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em xin hết rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bên trai Tú đi với ai? Dạ, em đi với em họ. Em họ, rồi hỏi em họ vài câu coi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Em thấy cô gái bên kia thế nào? Dạ, hôm nay em thấy chị bên này là rất là dễ thương. Chị nói là chị nóng tính nhưng mà em nghĩ chị rất là hiền lành. Còn về phía anh họ em thì anh là một người rất là nội tâm, hay biết quan tâm, chia sẻ. Em cũng mong anh chị đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ý kiến người thân đều hai bên là có đồng ý hết rồi đó. Bây giờ mình kéo màn thôi. Màn đâu, kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt. Biểu diễn trước hay là tâm sự trước? Đây, biểu tâm diễn sự đi một hồi đi. Em chào anh. Thôi, bữa nay anh có bó hoa, anh muốn tặng cho Tiên. Em muốn tặng anh. Chào sách à? Hai người rồi, rồi anh. Trơn à. Anh ở Phú Hài không ạ? À? Dạ. Thường có hay ra Đồi Dương ở Bắc Bình không ạ? À? Đồi Dương thì cũng cách chỗ anh gần có 2 cây à? Thì cũng lâu lâu thì cũng hay ra đó đi dạo thôi. Mà đi dạo thì đi một mình nó cũng lẻ loi lắm. Nên mà nhiều lúc cũng ít đi. Thì nếu mà sau này có cơ hội mà em về Phan Thiết làm á, chắc chắn thì sẽ muốn được mời em đi chung với anh. Dạ, mình cũng gần, Phan Thiết cũng quá gần so với quê em. Không biết là
Có một quan điểm trong tình yêu của anh như thế nào? Quan điểm trong tình yêu của anh là cần sự chân thành, quan tâm và chia sẻ. Và quan trọng nhất là phải biết quan tâm tới gia đình. Còn em quan điểm về tình yêu như thế nào? Thì phải là tôn trọng đối phương mà. Thì tin tưởng. Thì mặc dù không có gì nhưng mà cùng nhau hoàn thiện khiếm khuyết. Đúng rồi. Anh cũng suy nghĩ như em. Thôi bây giờ nhìn nè. Phải biểu diễn đi coi đi. Sốt ruột quá rồi, coi đó xong đi rồi mình mới phát biểu cảm nghĩ về nhau được. Chắc em sẽ hát bài em sẽ nhảy bài Làm Ơn của Trần Trung Đức. Có thể sẽ không hay nhưng mà mong mọi người sẽ cổ vũ em ạ. Rồi Tú giới thiệu đi. Có nhạc rồi, MC giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Thì Thủy Tiên và bạn Tú xin kính chào quý vị. Thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Thì để góp vui trong chương trình thì bạn Nam, bạn Tú sẽ biểu diễn một tiết mục. Thì hy vọng mọi người sẽ cho bạn Tú một tràng pháo tay để có động lực à. Anh có ý kiến à? Biểu diễn xung quanh Tiên như là một cái món quà tặng cho Tiên. Diễn sâu xíu à. Diễn sâu xíu các bạn. Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời để tôi được dõi theo người. Đừng nói không tin vì đã ba giờ bắt tin. Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người, để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời. Lãng mạn quá. Thôi được rồi, trở về vị trí đi. Rồi bây giờ chúng ta cảm nhận về đối phương thế nào. Chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của ta, chúng ta về người đối diện. Bắt đầu. Anh là một người thì khá là chín chắn. Nhiều lúc nó hay cười. Thực sự anh là người rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười hết. Nhưng mà thực sự anh rất là quan tâm tới người yêu của mình. Đặc biệt nếu mà sau này là vợ thì chắc chắn là anh sẽ rất là quan tâm. Thì cũng rất là mong là sau này sẽ hai đứa mình sẽ tiến tới xa hơn. Anh hy vọng là như vậy. Còn quyền quyết định là anh nghĩ là sẽ do em. Dạ. Hết. Rồi, cảm ơn anh. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Sau một thời gian trò chuyện tuy ngắn nhưng chúng ta xem lại có một ấn tượng gì đó không, và một nửa bên kia có cùng mình đi chung con đường hay không. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đây, ba đây. Chúc mừng Tú và Tiên. Rất nhanh chóng. Chỉ mới hai thôi là đôi trẻ đã bấm nút rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai em. Chúng ta sẽ nhận những chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn là một phần quà đến từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin Azek nhập khẩu từ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là phần quà từ Kumagon, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Bữa nay là cái nụ hôn này cũng là nụ hôn đầu tiên của anh luôn ấy. Nụ hôn đầu tiên của anh luôn đó. Đầu tiên luôn hả? Dạ. Hồi đó giờ em chưa có hôn luôn hả? Dạ đúng rồi. Nên đó. Nên là nó khá là hồi hộp anh. Thử xem nào, bao giờ cũng vậy, cái hồi hộp đó. Không chỉ bạn hồi hộp đâu mà chúng tôi cũng hồi hộp lắm. Hôn đi. Không có ai nhìn đâu. Phải chậm chậm chắc, đừng buông nhau ra. Đẹp đôi quá.